mới vào trận lúc mà cấm chọn đó mọi người. Cái thằng AD mình á, nó là số 1. Nó không có bích giùm ông anh mình con Alistair, để tay bên kia nó úp, nó bích con Alistair. Nó bích xong á, nó là cái người đầu tiên bích trong trận luôn. Ông anh mình bên là bích giùm Alistair, nó mèn bích. Cuối cùng á, bên kia nó bích Alistair, Guido. Đấy, bạn nhìn cái đội hình đó kìa. 5 thằng SS. Mẹ vô. Xong cái thằng này nó còn chửi ông anh mình nữa chứ. Chửi voi nè. Ban đầu nha, nó tranh gần mình không cho. Mình nói là T General, tức là tôi đi gần. Thôi rồi, sao clip vui vẻ. Gotta go.
Ok mọi người, tem mẹ bao đánh cho cái đội bất ổn. Full CC Khang nè, Guido nè, Alistair nè, thêm thằng Hổ nữa, choáng 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 choáng. Trời ơi, trường Bright. Ê tí, thằng này bú win. Mẹ, nhờ anh em nó mới win á.